shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ủa đâu vậy? Bây giờ nha, mọi người quay lại. Chỗ này này, cái đường xanh này, ok đây anh cứu. Của nhà mày. Nhà cao, mới sai đấy em ạ. Sai lầm từ nhà mày. Ok xong. Có mấy quả bóng keo này. Lượm chơi. Còn đâu rồi hả? Mấy em tưởng em nhìn nhầm nữa. Anh chạy ra chỗ Quỳnh mới thấy nó đang ở dưới. Cho nó nhảy xuống em ạ. Anh nãy giờ chỉ có giá thôi mà. Giáp. Bây giờ xem xuống khu dân cư đi mọi người. Ê con thính, AWD. Nó là xe đây em ạ. À thính em vừa thấy rồi. Ok, phía xa kia là xe. Xuống dưới này đi săn mạ thôi anh em ơi. Ok, anh xuống ăn nấm luôn. Bên dưới cũng còn nấm nữa này. Ơ Quỳnh không có máu à? Cho Quỳnh máu đi em. Nắm lắm. Chưa thấy full đâu. Một chỗ. Ủa thì vậy, nhiều trận là mình chạy mãi đi kiếm cho nó mà kiếm hoài đâu có được đâu em. Mình không muốn kiếm là... Ê, ngay chỗ Hồng Thính VK của người nhá, một đứa vừa lậm thính ra em ơi, VK. VK, một đứa vừa lậm thính. Nó đang ở đâu rồi đấy? À đây em ơi, đây em ơi. Hai đứa nhá, đang chạy này. 210 210 nha mẹ. Đang chạy này, đứng lại. Đừng có chạy nha. Cái đậu xanh này, ok nó một này. Nó một rồi mấy đứa ơi. Chúng ta cứu nhau đấy, cứu nhau. Chúng nó đang cứu nhau đấy em ơi. Đây, lên móc luôn. Xem bọn này chơi làm sao. Cái đậu xanh này phóng lựu này. Ok nó. Cứu nhau à? Ok, clear. Trời ơi, đi được không? Đi tìm nổi. Lấy tìm máu đấy, còn hai tìm máu đây, lượm đi. Đi phóng lựu à? Có đứa hết đạn. Thanh niên. Sao đây? Thanh niên phóng lựu hết đạn đi bắn. Thì chứ sao đây em, phóng lựu hết đạn thì nó phải đi bắn rồi, anh không chơi đâu. Giáp này hơi nát này, giáp 2 nát quá. Thế xuống giáp 1 đi, giáp 1 full vẫn tốt hơn anh em ạ, à, hơn là cái giáp 2 nát. Lên xe đi mấy đứa ơi. Lên con này đi kiếm người cho dễ này, không bao giờ chắc chạy rồi. Quỳnh ơi, Quỳnh nó cho cái gì ấy? Có gì vậy Quỳnh? Sẵn thanh nhá hả? Ok đi. Anh bán đâu? Em vứt. Vứt đi cũng được. Không có thì vứt anh. Lê Đông Phi. Ủa sao đây? Gì đây em? Gì vậy? À sẵn thanh hả? Ok. Để anh lượm cái này. Cứ lên xe lại xuống xe. Ai lái nhá. Ok. Ai lái cũng được à. Bây giờ là đi săn mạ kiếm người thôi. Chứ sao giờ anh em. Đúng rồi, rẽ vào em. Hợp lý. Thính ngay ngoài này. Rẽ phải đi em ơi. Qua thính xem có gì không. Thính ngay ngoài đấy. Thấy chưa. Có gì không còn lượm cho em. Ngoài này thì anh thấy cũng vắng à. Phố lựu đây. Thế quay lại chỗ lúc nãy mà lấy M79 được mà. Thế mọi người lấy M79 chưa? Đấy, quay lại chỗ cũ lấy M79. Thế bảo còn hai viên của gì nữa. Ơ Quỳnh. Nó xe em ơi, làm gì đây. Đây đánh quay lại chỗ cũ lấy M79 được chưa. Nó xe đây không, nó hạ cả team bây giờ. Ơ anh nhìn, có một đứa đang chạy lên này, hai đứa. Mọi người nhìn thấy chưa, ngay trước mặt này. Ok tôi một rồi em ơi, một cái đứa con này này. Đậu xanh này làm sao. Ok.
Hay xong quá. Luôn. Hai đứa thôi. Mày đâu? Đây hả? Nó còn đấy hả? Đang còn đấy hả? Ok này. Làm sao đấy? Bọn này đây làm gì vậy? Ăn quá rồi. Em cứ xử lý luôn. Ăn quá. Thì tại vì chúng nó đông quá em ạ, anh cũng chưa kịp nhìn nhìn thấy gì, cứ thấy người là vơ thôi. Chứ nhiều khi mình đâu để ý đâu, cứ thấy người là mình bắn đại thế à. Thế là đang còn một đứa nữa thì phải. Anh nghĩ còn một đứa nữa. Đóng thêm cái quả bóng keo này. Mình có 4 bóng keo gì á, hơi ít đấy. Lượm thêm bóng keo nữa này. Em có 5 bóng keo rồi. Ở đây anh lấy con xe đi. Lấy xe đi đi. Và một cái đi bộ cũng được, đi bộ đi. Đi xe lộn vị trí ấy. Đi bộ đi được rồi. Thế còn có bao nhiêu đây? 2 team nữa à? Thế thôi, 2 team nữa. 4, 8 này, 12 này, 3 team, 3 team. Một đứa lẻ đấy đấy. Nãy team kia đã hạ cũng hết đâu. Mấy hạ 3 đứa, còn một đứa lẻ đấy em. Bên này này. Chính xác là như vậy luôn đấy hả? Ok, cứ chạy qua đấy, mà lấy lại phóng liệu đi em. Ai mà phóng liệu mà em vứt đạn cho. Em chịu phóng liệu. Anh không chơi. Đang chơi MP40 đang hay nên là không chơi phóng liệu đấy em ạ. Nếu mà chưa có thì em mới chơi phóng liệu thôi à. Hay quá em ạ, chắc là cái thằng còn lại rồi. Rồi xong, giờ còn lại 2 team này. Thôi sao? Thế chúng nó hại gục nhau suốt ngày à? Bây giờ chắc chúng nó đang ở ngay trên cổng trời đấy, lên trên cổng trời đi em ơi. Tầm này lên cổng trời là hợp lý rồi. Xem chúng nó có chạy linh ta linh tinh không coi nào. Không có thấy team nào lạ lạ cả. Ok. Lên hẳn trên đi mấy đứa ơi. Ơ một đứa vừa bị hạ luôn em ơi. Một đứa vừa bị hạ vì một AG. Đúng rồi anh cũng thấy rồi. Chắc là có team trên đấy đấy. Mọi người cứ lên đi. Lên thôi. Thế hả? Ok. Thế cứ lên đi, chúng nó ngay trên này thôi. Đúng rồi, hợp lý. Không có thấy nữa em ơi. À một đứa đang chạy này. Đang chạy này. Đúng rồi đang chạy này. Ui. Anh vẩy qua cái nó chết luôn rồi em ạ. Sorry. Anh vẩy qua cái nó chết luôn ấy. Không ngờ thế. Ê còn ai nữa vậy? Bên dưới hả? Quỳnh à? Mọi người xuống chỗ Quỳnh đi. Thấy bảo chỗ Quỳnh có mạng thì phải. À kia kia. Nhà nào mày? Doraemon à? Mọi người chạy lại qua phía Doraemon nha. Thấy hai đứa rồi, gốc cây này. Cái đậu xanh làm sao? Làm sao đấy? Ngay nhà Doraemon nha mọi người ơi. Chạy qua cho chúng nó lên bảng cả luôn này. Đông quá nhỉ? Đông quá nhỉ, làm sao đấy? Làm sao đấy đông quá nhỉ? Làm sao đấy đông quá nhỉ? Ê, đứa bên này. Rồi, hạ nó. Hợp lý em ơi. Clear chưa? Một đứa nữa à? Ra vậy? Xong chưa? Rồi ok, bây giờ clear on rồi. Một đứa cuối. Ui rồi ôi, thằng này thì sống làm sao được nữa. Tiếp nó. Thằng này nó có sợ nó trốn thôi em ơi. Chứ sao giờ. Bây giờ 2 cân 1 không trột cũng què. Bây giờ 4 cân 1 thì sống được nữa thì cơ mà. Nó không thể nào mà sống được em ạ. Doraemon hả em? Ok, xuống luôn. Để em giờ. À nó qua nhà trắng rồi, nó qua nhà trắng rồi. Nó chạy ra ngoài rồi này em ơi. Chạy này. Chạy à? À mày chạy à? Nó sau nhà gà rồi mấy đứa ơi, chạy qua nhà gà. Ui rồi ôi, chạy đâu em ơi, làm sao thoát được hả em ơi? Ui nó bắn anh này. Nó cắn trộm được anh à? Ghê vậy. Hẳn là cắn trộm anh cả. Ui nó hạ của Clear Luffy rồi. Ok. Xong luôn. Hợp lý, top 1 lần này. Ơ cứu, không cứu Clear Luffy à, để ăn mừng nào. Không thèm cứu luôn. Ok. Anh có mấy quả bóng keo này. Xả hàng. Rồi nha anh em, top 1 đã rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.